Đây bọn con đó kia bà ấy nè dương một đam côn cà orchide bà côn này dương cắt một đọt tụi mà mày là để khối khối dương cắt giữa tận đạn mày một đọt giữa côn to bà cứ đọt to bà bên tai dương đọt hai dương trời đam về bà đỏ thì cả lại bà đỏ nó mắc là nó tụng nền nóng cứ vì ọt lo lo thế vì ọt lụt lo lo thế bà chân trời phát cả lại là tí tăng bà sẽ vô một đạn tại anh bây ơi lụt lo mà lo bà cái đông để trời đam con ca tụ tụ như dương trời vừa ở mọt tụ lật bà mùi có đom của bà này bà mùi có hai tụ tụ nhớ bà mang một ôn đấy mọt bê cô ở ở đây mà mọt tui tui những bạn đã đặt cả kháng lơ thế phần bảo dân như hay tui tui là thế là o bạn rồi chạm bạn là o bạn chẳng hiểm thọp ra mọt sụt và tới với ở là o mà vì chạm hấp nền bê mà biếm tật bê đây tụi tôi chết những hai chết vì ở sơ biêm tật mà những ở sơ biêm tật giống như trời nông ca một cái đề và anh chẳng mang nhóm hai người mà đông của ba nó còn ôn tâm một chút mà đây là lý ở vì tụi tôi là ở sắp những hai thêm tới ở vì là ở mà bây giờ nghe sưu rực nâng chạy chôn tới ba nó còn ôn chẳng hay vì ấy là ở hơi chẳng dương dầu từ trăm tấp mà muốn nâng dầu một đạn đam mà trăm tấp ơi chô chìa chô sân mà cây đồng khá dùng cá ở chìa chô tấp thế mà qua thời dù ngày chẳng dương to trăm tấp tới mới ở vị chìa sao phải dương đạn đam tới con ca dương ọt ọt mà vì ai sao mà mô mà bọn ôn của cây đống càng nào càng đặt chặt tới cái sàm tới chọp tới trụ tập tới như thế ấy thôi cả mà cho là biên chọp tập dù về tới đọt tập nơi nông ban dù và ọt ngủ thì mà cao cái đấy tới ca sàm ngủ mà ban đi chơi mà sao được miết nhưng mình sợ chào thế bạn đã tới cho là đã về tới đây vì ở sơ miền chủng ngữ ấy hỏi có lụt lọ bàn cua xong đài mà chẳng chết thể đã tỏ và tỏ mà bạn làm nâng sẽ cây đầu dương dương tới việc bơ chô nâng sẽ cây đầu hay bông bông sạch là ở thấy gồm sơ mà chụp mà có bài này về thùng là miết bạn mà con tụi nó dùng cắt đạn nó dùng do mà đàm vía nó dùng đàm của tờ ca tì kia tui chứ mà sạch chất bóng ốn để đạm miên cái trọ miên phong cho miên quay xem xem chứ ai đàm bàn và tổng thái trâu tè phát vía màu mà là một đạm lại mây mà bàn người đọc lụt lọ mà lọ bọn đạn nơi tại cả lại chặt vì chặt vì phải đào máu nhưng rọt khai ấy là cái đầu nó vừa chặt tới mà vừa bị ắt đau đai bị đau đai bên tai bị ắt là o đây mà chân tới tại lạc đầu mà về luôn tới cứ một năm mà sân chim miền tây giờ ai lạc đầu mà đòn tới và tới ban ca dưới nơi là o mà nó dạ về một năm là cái đầu nó cứ phục hai hai biêm tắc hai mà chẳng thử ở cài ở lò ai lùi ai thôi mà về đã âm chán không về với những ai cặp trên ban cặp tới hỏi đảm trả những mạnh liệp ca của bà này còn tại bà sân chỉ bà bảy cúng cán thờ tại liệp ca và còn của anh ấy miền cô lập xê như lập xê mà cầm rô nâng khôi nha còn tại vì ai miền khôi mùi mùi này bà bê khá lạc bà vì ai chá lòng tam rực mà bà sân chỉ đào nó rồi lùi bà như đạm nhận thơ miền chung miền sẽ cây đông mọt
cây đầu nó mình mòn thế mà ở cây đầu là ở đã hai tụ tụ được đỏ mấy chúng ta mà để nghe thử ở cả nó chả được bàn sâu mà và ní cứ đam chặt chặt để dùng cắt chanh vì đam cùng thông thông máu miền đam tôi khôi lên trên ca lên ấy nó như ai một đọc chân đọc ban và to tiết luôn ôn nhầm khơi một ôn còn hoặc hoặc khác phần đó thế mà còn đảm đảm đã ở lõ nó cần cần nó lấy miền sạc lấy miền ấy ở hai mà và nó còn là cắt vô máu vô một đạn lại nó đây sao sao mới rồi tập tới cái đòi và dương ở cà tê về nơi nó cứ bị ở đó thì và đọc con trên mà thế và mặc cùng người ta đọc thể mui được pi tại bọn ông mà và bây giờ bộ bài cứ trơ tận đọc mà bài trên ấy cũng đọc mà tôi chia tờ ca vẫn to phu và ca ở cái đề này tờ ca vẫn to phu nhưng chẳng ta bật đạo ta ai nhớ cứ răng trên con trên ấy mà tiệt mà ca đàm nó cứ nâng vận tải khán cứ dương vô tư để xa tốc nâng thai tuôn sỏi tật vì xe và cả na dương đặt cái lại đây mình trâm tới bà giờ các công đau mình trâm tới cô ca mình lụt lo đây mà chúng tôi con ca nữa mà con tụi tụi mấy phần bà dương đăng thai cái lại đây là một đặt con ca bán trời lửa ngay vật là mau rồi pi mau ấy chẳng tới mà và còn đòn không rồi giờ từ khăn tiền đằng mà còn tôi chẳng cứ phải đam thì sẽ đam từ bồn chân mà hai tuần tết mà rồi thì dương đã từ buổi ngày tết tết tới bà này hỏi bà ai con cả nữa bà ai đông lo bà mình chân thế từ ngày khăn máu tại mà ngày thì khô ra cũng cá rất là khô bạn và sân dịp cá nó miên mặc cung chẳng dùng cá không khơi nhờ đào chặt chả nó miên pi bầy à bầy buồn khá ram và mùi mà dương cắt chanh nó mà cắt chanh nó dương điệp cá và cùn để nở sao nó bạn có mọi tập triệp chôn và là triệp chôn thử khô cả đào thông lò mà cắt chanh nó chưa một đặc vật độc về tới mà còn là đặc pì lơ cây đố hơi rồi tập rồi ngay ơi trời pì lơ pì prập prập nắng cứ một khai tới pì khai ai độc lột chanh mà hỏi mà hơi độc và nam miền rứt về tích dương ai dùng một đam chân bàn một bồn mà đam được nhầm giống mong phố đam bàn ở đời được của vài vài nắng cứ đam bàn cùng tụi tụi những người đam bàn này đấy là khăn là cả thay toàn về mà ta bàn thái tôm rừng bàn thái tôm bỏ bàn thái tôm thì cũng cả tụi tụi cũng nghe nâng khôi ta với nhảy và đam bàn bàn đam bàn bàn mà cái nạt clay clay chẳng dù mà đã cho mùi chẳng tới bông 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 đã tới rồi tập tới cứ miên đo mọi tiền rồi và cắt đo rồi mà đo hãy sẵn sàng cô clay clay cứ nơi miên đo to rồi tiền và ở côn bông bông bị liền.